Vâng, đệ tử Cao Phong xin mến chào các bác và anh em. Chúc các bác và toàn thể anh em cùng gia đình luôn sức khỏe, hạnh phúc, thành công trong mọi lĩnh vực cuộc sống. Sau những giờ lao động vất vả trên con đường mưu sinh cuộc sống thì các bác lại đoàn tụ quây quần bên những người thân yêu, bên những bản tình ca, những bản karaoke và các thiết bị âm thanh cực kỳ chất lượng của điện tử Cao Phong hàng ngày hàng giờ tuyển chọn, cung cấp gửi đến các bác và toàn thể anh em. Trong video hôm nay, điện tử Cao Phong lại tiếp tục test âm để gửi đến bác Tuấn ở Bắc Ninh, bác Khánh ở Ninh Thuận, em Hải ở Tuyên Quang, bác Khoa ở Bà Rịa Vũng Tàu. Vâng, các bác và anh em đã đặt hàng điện tử Cao Phong những chiếc lọc xì DBX bản chuẩn cao cấp nhất của DBX. Lọc âm thanh cực kỳ hay, tiếng sạch sẽ, độ bền rất cao. Em nhắc lại, độ bền cực kỳ cao. Dùng rất là sướng, đảm bảo với các bác không bác nào thất vọng khi sở hữu những con lọc DBX này. Đây là bản đủ 48 IC và dòng IC to, IC hàn chân, tức là IC đóng các bác nhé. Đó, rất là đẹp, nhìn cực kỳ là khôn. Và con này nó cắt sôi, chống sôi, ù rất tốt, tuyệt đối luôn. Đó, phải nói là điểm 10 về chất lượng cho những con lọc DBX đủ IC. Để các bác nhìn này, những con lọc DBX em đã tháo sẵn nắp ra để các bác mắt thấy, tai nghe, chứng kiến cái sự tuyệt vời và đẹp ngỡ ngàng của những con lọc xì DBX đủ IC. Các bác nhìn con IC của nó này, toàn bộ là IC to, IC hàn chân này các bác này. Đó, các bác nhìn IC hàn chân nhá, chứ không phải dòng IC dán đâu nha các bác nhá. Và nó đủ tất cả các vị trí IC. Các bác nhìn này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Tất cả các vị trí, không thiếu một vị trí IC nào. Nó đủ IC thì nó lọc âm thanh rất là hay. Và những con trở, con túc toàn bộ là hàng xịn sò đắt tiền. Hàng xịn, các bác nhìn thấy mạch của nó cắt dán, cái vỉ mạch này rất cực kỳ đều và đẹp. Đó, rất là khôn, rất là đẹp. 48 IC, IC đóng chân, IC to đóng chân cho hai vỉ, hai kênh. Và nối liền giữa vỉ mạch chính sang vỉ mạch phụ bằng một sợi dây cáp. Cho mỗi vỉ, hai vỉ là hai sợi dây cáp liền lạc và dẻo, độ bền cao, truyền tín hiệu âm thanh cực kỳ tốt. Nếu như hàng nhái trên thị trường thì cái sợi cáp này các bác đã thấy là nó khác biệt rồi. Hàng nhái thì sợi cáp này nó cứng đấy, và nó rẻ tiền. Chỉ một cái sợi cáp thôi nhưng mà nó đã phân biệt được cái chất lượng của nó này. Đó, mắt thấy tai nghe. Đây là vỉ mạch chính, các bác nhìn nó đẹp xuất sắc luôn. Tất cả các vị trí nó đủ IC. Đó, và IC lớn, IC đóng chân các bác nhá. Đó, các bác nhìn này, những cái chân của nó này, đấy, độ bền cao và nó đều có mã IC của nó hết này. Các bác nhìn nhá. Và quay sang bên vỉ mạch phụ thì các bác thấy nó đẹp từ vỉ mạch phụ luôn. Trên vỉ mạch phụ, trên dưới đều có tụ lọc nguồn. Đó, và cũng đều là IC đóng chân hết. Đó, và con này nó chạy hai nguồn biến áp tăng phô riêng biệt cho hai kênh, rất là đẹp, độ bền cao, cung cấp điện áp chuẩn đủ và ổn định để lọc âm thanh hay. Nó đẹp từ trong, nó đẹp tất cả, và nó chất từ những cái cục nguồn, chất từ vỉ mạch phụ cũng như là vỉ mạch chính. Đó, các bác nhìn nhé, em quay rất là nét, rất là rõ để các bác nhìn thấy cái giá trị của đồng tiền bát gạo mà các bác bỏ ra. Các bác đặt hàng những con lọc DBX này xuất sắc luôn, hai vỉ 48 IC không thiếu bất kỳ một vị trí nào. Đó, và đây là cái mặt đằng sau, con này nó rất là khỏe, nó 24W. DBX 2231 Make in USA, model 2231, và hỗ trợ cho đường vào ra bằng rắc Canon 6 ly và chân kẹp đủ hết. Đó là cái mặt là phía bên trong, và bây giờ các bác nhìn bên ngoài nhé, nó rất là đẹp, rất là khôn. Đó, hàng xịn của nó, các bác nhìn những cái mặt của nó, màu sơn của nó này, em chỉnh nét lên cho nhìn nó rõ này. Nó rất là khôn, rất là đẹp nhé, màu sẫm. Và những cái cần này nhé, các bác du này, nó rất là đều, rất là mượt. Đó, các bác tinh chỉnh, nó có độ chính xác cao, nó không như hàng nhái. Nếu hàng nhái các bác du lên du xuống này, các đoạn cần này nó có độ chặt, độ lỏng khác nhau. Có những đoạn cực kỳ chặt, nhưng có đoạn, ví dụ hàng nhái có đoạn cực kỳ chặt nhưng có đoạn lại rất là lỏng. Nhưng con hàng xịn này các bác du lên nó rất là mượt. Đó, giữa nó có một cái khớp điểm dừng ở giữa. Đấy, còn hạ xuống này nâng lên là rất là mượt nhé. Đấy, có độ chính xác cao. Kể cả những cái volume nó có bi, có xoay nó rất là đều tay, rất là nhẹ, rất là ngọt. Đó, rất là đẹp. Những con lọc xì DBX bản cao cấp nhất của DBX đang được gửi đến các bác. Test âm kỹ và độ bền con này cực kỳ cao luôn. Em đã cung cấp cho các bác những năm 2015, 2016 đến bây giờ 4-5 năm rồi.
nhưng mà chưa một con nào lỗi, chưa một con nào sự cố. Nó tuyệt vời đến như vậy mà nó cắt xôi, chống xôi rất tốt. Các bác ghép vào mọi cái cấu hình âm thanh từ gia đình đi làm sự kiện, có nghĩa là tất cả các dàn âm thanh từ nhỏ đến công suất lớn nó cắt xôi tuyệt đối luôn, nó không bị xôi, không bị ù một chút nào khi các bác ráp vào dàn âm thanh, thế nó mới sướng, độ bền cao, hình thức đẹp và lọc âm rất là hay và sạch sẽ. Mọi chi tiết các bác có nhu cầu muốn thử những con lọc DBX hàng chuẩn đủ IC xịn sò, các bác liên hệ điện tử cấp phòng để các bác nhìn rất là đẹp. Đó, em quay dần, quay kỹ, các bác nhìn cái vỉ mạch của nó này, đẹp xuất sắc luôn, tuyệt vời. Một lần nữa xin mến chào và hẹn gặp lại các bác vào các video. Các bác có nhu cầu mọi có liên hệ với điện tử cấp phòng theo hai số điện thoại, hai số Zalo 0772260096 hoặc 0368724218, em ship hàng toàn quốc. Rất hay, tiếng cực kỳ sạch và hay. Em đang test một con này.